Thánh Kinh Báo, Nguyệt Sang của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam xin trân trọng kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Thánh Kinh Báo là Nguyệt Sang của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, xuất bản năm 1931 đến năm 1975, do các giáo sĩ Tiền Phong, cố mục sư Ông Văn Huyên, cố mục sư Trần Thự Quang và cố mục sư Đoàn Văn Miên làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày trước, quý mục sư truyền đạo tín hữu thân yêu mà phần đông đã ngủ yên trong Chúa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo để đọc lại tờ báo đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc giá trị của Nguyệt Sang Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá phúc âm và phổ biến văn chương Cơ Đốc. Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo. Đời ham vui trong thế gian, thần hồn vân vân bất an, lòng ta đau thương khôn xiết, kết nước mắt tuôn dầm u ê. Người trời Giêsu con Chúa Cha động lòng thương yêu chúng ta, hy sinh đổ huyết tay dân mình, nay ta kịp bao tin lành, nay ta kịp bao tin lành, là ơn Chúa cứu chúng sanh. Giêsu đổ huyết thay dân mình, nay ta kịp bao tin lành. Thánh Kinh Báo, Đấng Christ của nhà truyền đạo, ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng. Côlôse đoạn 1 câu 28. Câu ngắn ngủi này gồm tóm chức vụ của cả một đời. Trải qua một phần tư thế kỷ, sứ đồ Phaolô, người viết câu kinh thánh trên, đã đi khắp đế quốc La Mã. Ông chỉ có một sứ mạng là rao truyền tin lành của Chúa Giêsu cho thời đại đầy dẫy nghi ngờ và tội lỗi đó. Sứ mạng của ông chẳng phải là chỉ lý thuyết, nhưng cũng là thực hành tột bậc. Ông nhận sứ mạng này trong khi chính mình giao tiếp với một sức mạnh siêu nhiên. Dẫu bị chìm tàu, bị đánh đòn, bị ném đá, ông vẫn khăng khăng rao truyền tin lành về Chúa Giêsu. Chính tin lành này đã yên ủi ông khi nghèo túng, bổ sức cho ông khi yếu đuối và ban hy vọng cho ông khi ngã lòng. Hiện lúc này, ông đang bị giam lỏng trong nhà, chờ ngày xử đoán, định đoạt số phận mình. Trong thời kỳ chờ đợi đó, ông có thì giờ suy gẫm kỹ càng hơn về sứ mạng mà Thánh Linh Đức Chúa Trời đã giao cho ông. Rồi ông tóm tắt sứ mạng ấy để giúp ích thiêng liêng cho những hội thánh mà có lẽ ông không còn được thấy trong đời này nữa. Vậy, trong đoạn thứ nhất, thơ Côlôse, chúng ta thấy yếu tố của tin lành mà ta rao giảng gồm cả trong câu này: ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng. Một thân vị, anh em nên chú ý, Phaolô không nói điều mà chúng tôi rao giảng, nhưng nói đấng mà chúng tôi rao giảng. Trung tâm điểm của tin lành ông không phải là một triết lý, nhưng là một thân vị, một người. Một người đã nắm ông lại trên con đường Đa Mách và thay đổi kẻ bắt bớ hung dữ ra nhà giáo sĩ sốt sáng. Một người đã hiện ra với ông trong giờ tối tăm tại thành Corinto để dục lòng ông khi ông muốn bỏ đi vì vừa mệt nhọc vừa ngã lòng. Một người, tức là đấng Christ, làm trung tâm điểm và chu vi cho đời sống và sứ mạng của Phaolô. Vậy, ông nói rằng, ấy là đấng mà chúng tôi rao giảng. Muốn hiểu thân vị này, người này là ai, thì phải xem xét đoạn kinh thánh ở trên câu này. Chữ đấng, chỉ về người mà Phaolô mới giảng luận đó. Ngài là ai? Trước hết, Ngài là
Đức Christ bày tỏ Đức Chúa Trời cho ta. Cách đây ít lâu có một quyển sách bán rất chạy, nhan đề là Đức Chúa Trời là ai và ở đâu. Sự đó tỏ ra lòng người ao ước tìm kiếm Đức Chúa Trời. Trong Ngài chúng ta được sống, động và có. Sứ đồ đoạn 17 câu 28. Sự từng trải của loài người chỉ là tiếng vang dội của lời than thở của Gióp rằng: Ôi, chứ chỉ tôi biết nơi nào tìm được Chúa. Gióp đoạn 23 câu 3. Người ta đã tìm kiếm Đức Chúa Trời trong công việc của Ngài. Quả thiên nhiên bày tỏ Ngài ra. Tác giả Thi Thiên nói rằng: Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng cho ngày kia. Đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Thi Thiên đoạn 19 câu 1 đến 2. Chúng ta thấy vẻ đẹp của Đức Chúa Trời khi nhìn xem mặt trời lặn, thấy sự oai nghiêm của Ngài khi nhìn xem núi non hùng vĩ. Chúng ta nghe tiếng Ngài khi biển gầm, sóng động. Chúng ta thấy quyền phép đáng sợ của Ngài khi nhìn xem chớp nhoáng. Chúng ta ngắm xem muôn ngàn ngôi sao vận hành trên trời, không hề sai thứ tự, thì nhận biết rằng đấng dựng nên các ngôi sao là Đức Chúa Trời có tài trí vô cùng. Nhưng chẳng có một hiện tượng nào trong cõi thiên nhiên bày tỏ sự liên lạc của chính mình Ngài với chúng ta. Theo thơ Roma đoạn 1 câu 20, thì mọi sự đó tỏ cho ta thấy quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài. Nhưng chỉ có thế thôi, cõi thiên nhiên không cho ta biết tình cảm của Đức Chúa Trời đối với ta thế nào. Ta sẽ tìm đâu cho thấy sự khải thị mà ta có cần? Chỉ ở trong Đấng Christ, Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Hình ảnh là gì? Ngày kia, một bọn người đến hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng, có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Ngài bèn bảo, đem cho Ngài một đồng tiền. Rồi Ngài hỏi rằng, hình và hiệu này của ai? Họ đáp, của Caesar. Mặt mày của Caesar in rõ trên miếng bạc, làm chứng cho cả thế giới biết căn cước của vị vua ấy. Đức Chúa Giê-xu là hình ảnh của Đức Chúa Trời in trên thân thể loài người. Bởi sự ngôi lời thành nhục thể, Đức Chúa Trời đã làm nên một thân thể loài người và dùng thân thể ấy làm cơ quan bày tỏ ngôi vị của Ngài. Đến nỗi cả thế giới có thể biết Ngài trong chính sự từng trải của họ. Kìa, với một linh hồn khao khát vô cùng, Philip thưa với Đức Chúa Giê-xu rằng, Lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Ngài bèn đáp rằng, hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thai mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy cha, sao ngươi lại nói rằng, xin chỉ cha cho chúng tôi? Giăng đoạn 14 câu 8-9. Trong Đức Chúa Giê-xu Christ, thân vị và tư tưởng của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho chúng ta. Hoặc trong cõi thiên nhiên, hoặc trong cõi thiên liêng, Ngài đều đem ta đến đối mặt với Đức Chúa Trời. Nhưng sự bày tỏ Đức Chúa Trời chưa đủ đem phước lành cho ta. Vì sự oai nghiêm của Đức Chúa Trời làm cho ta khiếp sợ, sự thánh khiết của Ngài làm cho ta run rẩy vì tội lỗi của mình. Quyền phép của Ngài ngâm dọa hình phạt ta, nên ta cần phải biết. Đấng Christ cứu chuộc ta. Đấng Christ đã đến thế gian chẳng những để bày tỏ cha, nhưng cũng để cứu chuộc chúng ta và đem ta trở về cùng cha. Sự cứu chuộc tức là sự tha thứ. Trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Ngày kia, sứ đồ Phao-lô, người viết câu này, nhìn lại việc quá khứ xấu xa của mình, bèn nói rằng, ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót. Timôthê thứ nhất đoạn 1 câu 13. Ông luôn luôn được yên ủi vì cảm biết rằng Đức Chúa Trời đã bôi xóa mọi sự vi phạm của mình, chẳng khác chi đám mây đen tối tan đi trong vùng trời xanh biếc. Ông cảm biết rằng giữa mình và Đức Chúa Cha chẳng còn gì ngăn trở nữa. Đức Chúa Trời đã tha thứ và quên bỏ hết. Sự cứu chuộc tức là sự phục hòa. Chẳng những Đức Chúa Trời xóa nợ tội lỗi cho chúng ta, nhưng Ngài cũng đem lòng yêu thương dịu dàng hơn hết mà tiếp nhận chúng ta trở lại. Còn anh em, ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận.
Sự cứu chuộc tức là sự biệt riêng ra thánh. Chúng ta đã được chuộc bằng giá cao rồi, nên không còn thuộc về mình nữa. Giữa chúng ta và thế gian tội lỗi có một vực sâu không ai vượt qua được. Ngày xưa biển đỏ ở giữa dân Israel và xứ Ai Cập phân rẽ họ với thời kỳ tôi mọi đã qua. Cũng một thể ấy, huyết của Đấng Christ phân rẽ chúng ta là tín đồ Ngài với mọi tội ác. Vì huyết của Đấng Christ đã làm chủ chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, nên chúng ta buộc phải đời đời hầu việc Ngài cách sốt sắng hết lòng. Nhưng chúng ta làm thế nào để giữ vững cuộc đời đã được cứu chuộc? Chúng ta làm thế nào để châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững? Nếu sự cứu chuộc chỉ được coi như một giao dịch bề ngoài, y như là ký một tờ khế hoặc lãnh một ngân phiếu, thì sự cứu chuộc ấy không có hiệu nghiệm lâu bền. Sự cứu chuộc phải biến cải các sở năng của chúng ta. Từ xưa đến nay, loài người bởi sức riêng thì chỉ có thể làm một điều là phạm tội. Chúng ta đã được tha thứ, phục hòa và biệt riêng ra thánh thì phải làm thế nào cho trọn những đặc quyền và phận sự của mình. Tạ ơn Đức Chúa Trời chúng ta có. Đấng Christ tái diễn đời Ngài trong ta. Sứ đồ Phaolô nói rằng Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Ngài đã bày tỏ Đức Chúa Trời cho ta và đã cứu chuộc ta, rồi Ngài tái diễn đời Ngài trong ta. Sự cứu rỗi chẳng phải là bắt chước Đấng Christ, nhưng là chính Đấng tự tạo Ngài ở trong chúng ta. Sau 25 năm cách biệt, một ông kia đến dự một cuộc hội họp của các cựu sinh viên trường cao đẳng mà chính ông đã theo học. Khi ông bước vào phòng hội họp, chẳng một người bạn cũ nào nhận ra ông vì với thời gian ông đã thay đổi hẳn. Nhưng khi con trai ông bước vào thì hết thảy đứng dậy đón tiếp, vì trong người con đó họ thấy người cha mà họ đã quen biết lúc còn thanh niên. Sự con giống cha không phải do khéo bắt chước mà được, nhưng do sự sống của cha ở trong con lần lần nảy nở ra. Về phần chúng ta cũng vậy, trong đời này và đời sau, tâm tánh và hành vi của ta sẽ là sự sống của Đấng Christ nảy nở trong ta. Hãy xem hột lúa mì mọc thành cây lúa, rồi trổ ra bông lúa, không có gì ngăn trở được. Hãy xem nụ hoa lần lần nở thành bông hoa tươi đẹp. Cũng một thể ấy, nếu Đấng Christ ở trong ta, thì sự vinh hiển của Ngài sẽ lộ ra, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Roma đoạn 8 câu 29. Sứ đồ Phaolô có tư tưởng đó đối với đời hiện tại khi ông nói rằng: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Galati đoạn 2 câu 20. Đấng Christ phải tái tạo Ngài trong tư tưởng của chúng ta. Đấng Christ phải nói bằng môi miệng chúng ta. Đấng Christ phải cai trị tâm hồn chúng ta. Đấng Christ ở trong ta phải cai trị cả đời sống của ta. Sứ đồ Giăng nói rằng: hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 2. Đá nằm chầm hút sắt và tái tạo sức lực của nó trong sắt. Cũng một thể ấy, khi Đấng Christ hiện đến, Ngài cũng bày tỏ chúng ta giống như Ngài, vì Ngài đã tự tái tạo Ngài trong chúng ta. Khi sự cứu chuộc được trọn vẹn thì quyền phép và cơ nghiệp của Ngài sẽ là của chúng ta. Chúng ta sẽ rao giảng Đấng Christ nào? Đấng Christ ở trong máng cỏ, Đấng hài nhi chịu chung sự yếu đuối của loài người chăng? Tốt lắm, nhưng nếu chỉ có thế thì Ngài không thể giải cứu chúng ta. Đấng Christ ở trên sườn núi và trong nhà hội phán những lời cao xa, màu nhiệm, trỗi hơn mọi người chăng? Tốt lắm, nhưng các lời dạy dỗ của Ngài chỉ mỉa mai chúng ta, vì ta không thể nào làm theo được. Đấng Christ trên thập tự giá chết sỉ nhục vì chúng ta chăng? Tốt lắm, nhưng nếu Ngài chết luôn thì chúng ta thật phải tuyệt vọng và bị quên bỏ.
chúng ta phải có Đấng Christ phục sanh, bày tỏ Cha cho chúng ta, cứu chuộc ta khỏi tội lỗi, và hàng ngày Ngài tái tạo đời sống chúng ta. Đó là Đấng Christ mà chúng tôi rao giảng. Thánh Kinh Báo biên soạn. Hồn người bên kia đương khóc la, đầu này kêu rên thiết tha, vì đường luân vòng nơi khổ hai, đau chi đau lòng lắm ai. Người người đương trông phương thoát ly, ngoài Giê-xu không phép chi, nên ta quyết giáng giao trung thành về ân cứu bởi tin lành. Này ta kiếp bao tin lành là ơn Chúa cứu chúng sanh, Giê-xu đổ huyết thay dân mình. Này ta kiếp bao tin lành. Yêu gì hơn Chúa? Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Matthew đoạn 10 câu 37. Những kẻ muốn theo Đức Chúa Giê-xu từng bước một cho đến hết đường thì nghe hai tiếng kêu gọi, ấy là thập tự giá và các dây ràng buộc của đời. Tiếng kêu gọi đến thập tự giá gần sự chết trong Đấng Christ, nghĩa là chết về tội lỗi, chết về mọi cách hoạt động của sự sống thiên nhiên, thường gọi là sự sống của hồn. Có lẽ sự sống này không vấn vương tội lỗi tỏ tường, nhưng nó thuộc về đất, về đời này. Nó không còn mãi, nhưng sẽ qua đi với thế gian và các tham dục của thế gian. Nhiều kẻ bị cám dỗ phục theo sự sống đó. Họ không muốn hoàn toàn đầu phục sự sống siêu nhiên. Họ thấy những điều êm dịu quá, thỏa thích quá, đến nỗi họ muốn có và muốn giữ các điều ấy. Cứ như vậy mãi cho đến khi lời sâu sắc và quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ thấu vào đến nỗi chia hồn, linh. Nếu Đức Thánh Linh chưa cầm quyền kiểm soát trọn vẹn, thì Ngài không thể thật sự cai trị tín đồ, và do đó tín đồ cũng không thể sống trong Thánh Linh. Vậy nên cần phải có sự phân rẽ hầu cho chúng ta có thể sống như Chúa muốn ta sống. Những kẻ không chịu vác thập tự giá thì sẽ phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ. Đây không phải luận về sự cứu rỗi, nhưng luận về sự ban thưởng. Có tín đồ sẽ được phần thưởng cao quý, nhưng buồn thay, có tín đồ sẽ bị thua thiệt lớn. Họ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Để sự sống thuộc về đất hành động trong mình, ấy nghĩa là thuộc trong số những kẻ không chịu nổi sự thử thách. Đến cuối cùng, họ sẽ thấy công trình của cả đời mình bị thiêu hủy. Đau đớn thay cho những ai đến lúc đó mới tỉnh thức. Họ có thể được cứu nhưng không có phần thưởng, không có mão triều thiên. Ấy vì trong đời này họ đã chịu ảnh hưởng của những kẻ dường như muốn gì được nấy, thèm gì có nấy, tìm gì thấy nấy. Những dây ràng buộc của đời gây nên tai hại cho bao người đáng lẽ được đại dụng trong tay Đức Chúa Trời toàn năng. Những dây ràng buộc đó chánh đáng lắm chớ? Phải, chắc là chánh đáng, nhưng không có ích. Sứ đồ Phao-lô từng nói rằng, mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 23. Nhiều tín đồ dính chặt vào những dây ràng buộc của đời, đến nỗi phải có thập tự giá mới dứt họ khỏi được. Khi ấy, họ mới đứng vào địa vị xứng hợp ở trong Chúa. Phải có một lúc thập tự giá xung đột với những dây ràng buộc của đời. Vì cỡ đó Đức Chúa Giê-xu phán rằng, người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Matthew đoạn 10 câu 36. Nếu không muốn những dây ràng buộc của đời giết chết mình, thì phải đem chúng dâng hết trên bàn thờ của lễ thiêu. Chúa phán rằng,
Ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Matthew đoạn 10, câu 39. Anh em muốn theo chiên con chàng, vậy hãy sẵn sàng đi đường phân rẽ, đóng đinh vào thập tự giá, chết, chôn và sống lại. Hãy noi gương Môi-se mà coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô. Hebrews đoạn 11, câu 26. Nhưng anh em có đứng vững như thấy đấng không thấy được thì mới làm như vậy được. Hãy sẵn sàng vâng theo sự hiện thấy của thiên đàng và cố sức giật giả chung với những người coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Philip đoạn 3 câu 8. Trải qua các đời, thập tự giá là nơi thử nghiệm những ai muốn hết lòng theo Đấng Christ. Nhưng tạ ơn Chúa, thập tự giá bao giờ cũng vừa sức chịu đựng của mỗi một con cái Ngài, tùy theo sự hiểu biết, sự từng trải và địa vị của mỗi người, hầu cho ai nấy có thể kinh nghiệm lời Ngài phán rằng: ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Matthew đoạn 11 câu 30. Thánh Kinh Báo biên soạn. Ngọn đèn đạo đức. Người ta thấy Đấng Christ trong tôi chăng? Chúa thế nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Gian thứ nhất đoạn 4 câu 17. Trong chỗ kín nhiệm của lòng ta tự hỏi: thế gian có thể thấy Chúa Giêsu trong ta chăng? Đấng Christ có được vinh hiển và ngợi khen bởi ta không? Kẻ hư mất có nhờ ta mà được biết về Ngài chưa? Hằng ngày ta có sống bởi sự đầy dạy Đức Thánh Linh không? Nếu ta cứ tự hỏi cách thành thật như vậy thì sẽ thấy đời ta tấn bộ. Phải nhận biết chỗ thiếu sót của mình. Kẻ hầu việc Satan có mắt rất tinh đời, nên dễ chỉ tỏ cho người ta thấy những chỗ thiếu thốn và mau dời đổi của môn đồ Chúa. Vậy ta phải cầu nguyện nhiều, bước đi cách dè dữ, chẳng những vì kẻ không biết Chúa dòm ngó ta, nhưng cũng để Chúa được đẹp lòng và ta sẵn sàng khi Ngài đến. Bao nhiêu người muốn đi thiên đàng mà chỉ bằng môi miệng. Người dâng mình cho Chúa thì mỗi ngày đều sống như Chúa đến trong ngày đó. Điều tốt hơn cho ta ngày nay là phải tỉnh thức luôn mà nhận biết các nỗi thiếu và điều lầm lỗi của mình. Chứ khi Ngài đón xét đến thì chẳng còn có cơ hội để sửa đổi gì được. Phaolô đã nói: không phải tôi đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi quên lẫn sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để dứt giải về sự kêu gọi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Hiện nay là thì giờ để chúng ta tự xét mình và đạt đến bậc trọn vẹn. Đức Thánh Linh sẽ phán với chúng ta về những điều mà đời sống ta cần phải sửa đổi. Chớ làm cho Chúa đau lòng. Chúng ta nhìn quanh mình thấy biết bao kẻ chẳng tấn tới. Nhưng điều đó có làm giảm trách nhiệm của chúng ta chăng? Mỗi người chúng ta nên tự trả lời cách thành thật với mình. Người xưa thường nói, những kẻ mình yêu thường là người làm cho mình đau đớn hơn cả. Đó là một lẽ thật của người đời. Nhưng với chúng ta là dân của Đức Chúa Trời thì thế nào? Có khi nào chúng ta làm đau đớn và ngăn trở đấng mà chúng ta yêu mến cùng hầu việc chăng? Lòng chúng ta thường rầu rĩ với một gánh nặng trên vai, lúc xem thấy chung quanh mình sự sống thiêng liêng xa suốt, nhưng đấng đã ban sự sống Ngài cho chúng ta, khi xem thấy điều đó còn buồn rầu hơn nữa. Nếu chúng ta là người yêu mến Chúa, thì chẳng bao giờ làm việc gì khiến cho Chúa hay kẻ thuộc về Ngài phải đau đớn. Mỗi ngày chúng ta nên tự xét mình để xem ta có đi theo các bạn hữu chăng? Không. Các người trong thân tộc chăng? Không.
những người rất yêu dấu chăng? Không, nhưng phải nghe theo tiếng Chúa phán, hãy theo ta. Vì việc dựng đền tạm thì Đức Chúa Trời dặn, Môi-se phải cẩn thận làm theo kiểu mẫu mà Ngài đã chỉ vẽ cho ông trên núi. Còn chúng ta là đền thờ thiêng liêng của Đức Chúa Trời ngự, thì cũng phải đúng theo như kiểu mẫu của chúng ta là Đức Chúa Giê-xu. Hãy soi sáng cho Chúa luôn. Hãy tỏ Ngài ra cho thế gian hư mất. Hãy tỏ ra lòng nhân từ, thương xót và chịu đau khổ của chúng ta. Người không biết Chúa thường cũng là những bạn thành tín, có đủ đức tánh thiện hảo. Thế thì chúng ta lại cần phải làm sự sáng trỗi hơn. Chúa phán, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 16. Không phải người ta thấy các công việc của chúng ta để làm vinh hiển chúng ta đâu, nhưng để tỏ ra những điều mà cứu Chúa chúng ta đã làm ra ở trong ta. Lại rằng, phàm làm việc gì chớ nên làm bầm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không viết, không tì, không chỗ trách được. Lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Philip đoạn 2 câu 14 đến 16. Tại sao chúng ta không nên lầm bầm và than trách? Có bao giờ chúng ta kiếm được một sự giúp ích hay một sự nâng đỡ cho đời thiêng liêng ta từ nơi người hay oán trách và kêu than chăng? Có người thì việc gì cũng than trách, trách hết mọi người, họ không chịu sửa mình. Đối với họ, ta nên đi đến với Chúa vì cớ họ hơn là đến với họ. Kẻ chưa được sức mà nghe họ thì lòng tin cậy với đức tin về sự dạy dỗ của Chúa đều mất hết. Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống không chỗ trách được, vô tội và giữ chắc lời của sự sống. Làm sao chúng ta có thể giữ chắc được? Phải tin cậy, hành động và sống như Kinh Thánh đã dạy. Hãy vui mừng khi Chúa sửa dạy mình. Nhiều lần, trong các việc rất nhỏ, Đức Chúa Trời cũng sửa dạy chúng ta như Cha sửa dạy con cái yêu dấu của mình. Còn chúng ta thì lại thường tự than thở rằng, tại sao trong mỗi việc tôi luôn luôn bị sửa dạy và phải hạ mình xuống? Có những người khác sống vui mừng và chẳng bao giờ bị sửa dạy. Thật vậy, chúng ta phải cảm tạ Chúa vì Ngài thành tín trong sự sửa dạy chúng ta. Nhưng nếu chúng ta làm theo lời phán, chúng ta sẽ vui mừng hơn vì có ích lợi hơn cho Chúa. Ôi, bao kẻ nói thì thật mạnh mẽ, mà làm thì chẳng giống như Chúa chút nào. Họ chẳng lo nhận biết và giữ lời Ngài. Thật phước hạnh cho ta được gặp một người bước theo đường Chúa và đang bị Ngài sửa dạy mà nói rằng, cảm ơn Chúa về mọi sự Ngài cho phép xảy đến. Những người đó được phước lớn và giúp đỡ cho ta nhiều. Họ khiến cho tội nhân hối cải và đến với Chúa. Người làm cho ta cảm động hơn hết là người sẵn sàng nhận lấy sự thiếu thốn và sai lầm của mình hơn là người chỉ có vỏ ngoài thánh khiết. Thế gian có thể thấy Đấng Christ trong anh em chưa? Thế gian có thể thấy Đấng Christ trong tôi chưa? Nếu chúng ta là một thuộc viên trong hội thánh, thì xin tự hỏi, nếu mỗi người trong hội thánh đều như tôi, thì hội thánh tôi sẽ thế nào? Nếu mỗi tín đồ Đấng Christ đều như tôi, thì bao nhiêu người có thể thấy được Đấng Christ? Nguyện Đấng làm nguồn sự sáng của thế gian, khiến chúng ta trở nên những ánh sáng thật và soi cho thế gian đen tối bởi tội lỗi này. Vũ Văn Cư. Thank you.
khám cây xanh, mẹo bắt gà. Nhà tôi có nuôi một bầy gà, bữa ấy có khách đến chơi, muốn bắt một hai con ăn thịt. Nhưng bắt làm sao được, hễ tới gần thì chúng vừa kêu, vừa chạy, vừa gọi nhau. Mất nửa giờ săn bắt mà vô hiệu, chẳng lẽ chịu không bắt được con nào. Thế thì phải nghĩ ra một mẹo mà bắt. Tôi bèn để bầy gà yên ổn một lúc, cho hết khiếp sợ và cũng để chúng quên là chúng bị đuổi bắt. Rồi tôi lấy một cái thúng lớn, trống lên, bên trên để một đầu cây sào dài, cho một đứa trẻ ngồi giữ đầu kia cây sào. Còn tôi đứng xa xa ở một chỗ, có thể ngó vào phía trong thúng. Nếu chỉ có thế thì cũng chẳng bắt được gà đâu. Tôi phải sai người lấy nắm gạo rắc chung quanh cái thúng, và nhất là rắc vào phía trong cái thúng. Chúng tôi yên lặng mà rình, cũng có lúc làm lơ như không để ý chi đến. 1 phút, 2 phút, 5 phút, bầy gà đã hơi rạng rĩ từ trong bụi kéo ra. Một con rụt rè chậm chạp tới gần nơi rắc gạo, mổ một hột rồi lùi lại. Thấy không có gì, mổ luôn mấy hột, rồi vừa kêu vừa toan chạy. Vẫn không có gì khác thường xảy ra. Mấy con gà kia bèn theo gương chạy a lại, ăn hối hả, ăn mải miết, ăn quên hết mọi sự. Chúng tranh nhau ăn vì chúng tham ăn. Lần lần chúng đến gần cái thúng mà chẳng biết gì. Kìa, một con đã vào phía trong thúng, rồi 2 con. Màu như chớp, tôi ra hiệu cho đứa trẻ ngồi giữ đầu cây sào. Nó xô mạnh cây sào một cái thúng úp xuống, 2 con gà mắc vào trong. Chúng kêu la thảm thiết, đập cánh, muốn phá thúng mà thoát ra. Nhưng tôi đã vội chạy lại, giơ 2 tay, hết sức chặn thúng xuống. Một người tới dở cái thúng nhẹ nhẹ, thò tay vào bắt gà, đem làm thịt. Mẹo bắt gà này khiến tôi nghĩ đến mẹo bắt linh hồn loài người của ma quỷ, mà ta thường gọi là sự cám dỗ. Các em ơi, nếu ma quỷ hiện ra đuổi bắt các em với bộ hung hăng dữ tợn, thì bắt ai được? Vậy, nó phải dùng mẹo, và nó có thiếu gì mẹo? Với em này, nó nấp sau quyển truyện hay. Với em kia, cuộc vui chơi của đời. Với em nọ, nó nấp sau những bạn bè ngồi nói chuyện về thế gian. Với em khác, nó nấp sau tiếng khen ngợi của loài người. Thoạt đầu các em đó còn dè dặt, giữ gìn trước mưu cám dỗ của ma quỷ. Rồi tự nghĩ, có sao đâu, sao mà ta lại đạo đức quá thế, ép xác quá thế. Ta thử một chút rồi thôi, cũng chẳng hề gì. Rồi thử một lần, chẳng hề gì thật. Lần nữa, dạng dĩ lắm, mải miết lắm. Các em đó có ngờ đâu, ma quỷ vẫn rình rập mình. Con mắt thèm mồi của nó tinh tường lắm. Nó nấp một chỗ, chẳng ai thấy nó. Nhưng nó thấy rõ người đương phạm tội và bỏ lòng kính mến Đức Chúa Trời. Ma quỷ yên lặng và nhịn nhục chờ đợi lúc kẻ phạm tội đã mon men vào phía trong thúng. Màu lẹ lạ lùng, nó chụp bắt người, đặt người dưới ách sầu thảm, tối tăm của nó. Khi ấy, người mới tỉnh thức thì đã muộn. Đời người đã hư hoại, linh hồn người đã ô uế, và có khi thân thể người cũng bị phá hủy. Vậy nên sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta rằng, hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em, ma quỷ như sư tử sớm, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 5, câu 8. Nếu chẳng may, có em nào đã bị ma quỷ cầm bắt, thì hãy kêu xin Đức Chúa Giê-xu giải cứu mình. Chính Ngài đã toàn thắng ma quỷ. Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời. Hebrews đoạn 7, câu 25. Thánh Kinh Báo biên soạn. Thank you.
lời sóng đồn vang, sự thất vọng của tiên tri Eli. Truyền đạo Trần Đình Lan, Ai Lao. Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sợ ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Thi Thiên đoạn 42 câu 5. Điều mà lòng người ta mau quên hơn hết là ơn phước của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta nhận lãnh ơn Chúa thật nhiều không xiết kể, mà lòng của chúng ta càng ngày càng nguội lạnh. Tình yêu thương của Chúa đối với ta rộng lớn đến nỗi không thể lấy gì mà so sánh được. Nhưng lòng ta yêu Chúa giống như một luồng gió thoảng qua rồi biến mất. Đó thật là một sự đau lòng Chúa nhất. Dân Israel thuở trước và hội thánh ngày nay đều chứng thực cho điều đó. Người ta chỉ kêu cầu với Chúa lúc gặp cảnh khó khăn. Chỉ có đức tin lúc cùng đường, sau khi mọi sự trông cậy ở thế gian bị tắt hẳn, rồi mọi sự lại lần lần sút kém và mất biệt. Cho nên tình thế của hội thánh lúc nào cũng ngắt ngoải, cũng khô khan, mặc dầu đã được phục hưng nhiều lần, mặc dầu được ơn Chúa vẫn không thiếu. Đức Chúa Trời vẫn là đấng toàn năng và giàu lòng thương xót. Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Đức Thánh Linh vẫn đủ quyền phép để làm công việc lạ lùng trong hội thánh, trong con cái Ngài. Thế mà mỗi khi nhìn đến tình thế của hội thánh, ta không khỏi buồn nguội và lo sợ. Cho nên thuở xưa, tiên tri Eli thất vọng đến nỗi muốn chết, và ngày nay, nhiều tôi tớ Chúa cũng ngã lòng một cách đau đớn. Vậy ta nên kiếp tìm ra nguyên cớ của các điều ấy và kiếm phương pháp hiệu nghiệm để thay đổi tình thế của hội thánh ngày nay. Muốn vậy, không có gì hơn kê cứu truyện tích trong khúc kinh thánh này. Thứ nhất, kẻ thù nghịch hãm hại. Kẻ thù nghịch lớn nhất làm cho Eli thất vọng, đau đớn là Ahab và Jezabel. Sau cơn hạn hán trong 3 năm rưỡi, bởi vua và nhà cha vua đã bỏ điều răn của Đức Giê-hô-va và đã tin theo thần Ba-an, các vua thứ nhất đoạn 18 câu 18, Ahab và cả dân Israel đã ở trong một cảnh ngộ nguy hiểm, đang khi người và vật sắp chết đói và chết khát, cây cối sắp điêu tàn hết, thì tiên tri Eli đến ra mắt Ahab. Sau khi nghe lời của trách, ông đã bằng lòng đứng lên tụ họp hết thảy tiên tri Ba-an, hết thảy dân Israel trên núi Cạc-mên để làm lễ cầu đảo trọng thể. Chính ông đã sắm bò làm của lễ, đã được chứng kiến phép lạ trên đó, đã được mắt thấy, tai nghe việc của tiên tri làm và có lẽ cũng đã thờ lạy Chúa ở đó nữa. Ông cũng là người thấy mưa lớn đến nỗi phải vội vàng lên xe về kẻo mưa cầm lại trên núi chăng. Như vậy, đáng lẽ ông phải ăn năn tội của mình đã gây tai họa cho Israel, phải đón rước tiên tri và tiếp đãi tử tế, hủy phá hình tượng và sốt sắng về công việc Chúa, giúp đỡ nhân dân trong sự thờ phượng mới phải. Trái lại, ông về thuật lại cho Jezabel mà ông đã biết là gian ác và tội lỗi để săn mạng sống của người Đức Chúa Trời. Than ôi, trên núi Cạc-mên người ta đã bắt và giết hết thảy các tiên tri của ba anh rồi. Bây giờ chỉ còn một mình Jezabel, vợ Ahab, chưa bị giết nên tiên tri Eli vẫn còn vất vả và thất vọng. Một mình Jezabel còn sót lại thì còn tìm cách giết hại tiên tri của Đức Chúa Trời, ngăn trở công việc Ngài. Chính bà đã sai giết các tiên tri và phá hủy bàn thờ của Chúa. Bà là tôi tớ của ma quỷ, là thù nghịch của Đức Chúa Trời, là vợ yêu của Ahab. Trong Israel còn có bà thì công việc Chúa chưa tấn tới được, mặc dầu vừa được thấy phép lạ lớn lao, vừa được cơn phục hưng cả thể. Bà còn quyền bính thì còn nhiều người chết. Bà là hình ảnh của tội lỗi gian dâm, ô uế, thờ hình tượng. Những người như vậy không chịu ăn năn bao giờ, đáng lẽ Ahab biết vậy thì trừ bà đi, truất quyền hay ít nữa cũng ngăn trở công việc tàn ác của bà. Song Ahab cứ nuôi, cứ thờ, cứ sợ và cứ phải vâng lời. Tai hại chưa? Một mình bà còn lại trong Israel thì Eli còn thất vọng. Một Jezabel còn lại trong hội thánh thì các đệ tớ Chúa còn ngã lòng. Một dâm phụ còn lại là còn làm buồn rầu cho Đức Thánh Linh và ngăn trở công việc của Ngài. Vậy, hãy cầu xin Chúa trừ Jezabel trong hội thánh đi, trong lòng anh em đi, thì mới có cơn phục hưng lâu dài được và công việc Chúa mới tấn tới được.
Thứ hai, dân Israel ngồi lặng. Nhưng chỉ một việc Jezabel tìm giết thì có lẽ tiên tri cũng không đến nỗi quá thất vọng. Nếu dân Israel còn bền đổ theo Chúa và trung tín với Ngài. Nhưng đây, Eli sợ hãi đứng dậy, chạy đi đặng cứu mạng sống mình. Tỏ ra ông bị ruồng bỏ và đau đớn, ngã lòng biết bao. Nào những người mọp đầu thờ lại Chúa trên núi Cạc-mên ở đâu? Nào những người từng thấy Đức Chúa Trời tỏ quyền phép lạ lùng để cứu họ ở đâu? Cơn phục hưng vừa rồi, họ đã làm gì? Ôi, họ hờ hững quá với tiên tri, họ sợ Jezabel. Mặc dầu được nghe bài giảng cảm động, được thấy công việc lớn lao, dầu họ đã ăn năn, đã thờ lại, đã lãnh ơn Chúa dồi dào, người và súc vật của họ khỏi chết, đồng ruộng họ lại xanh hoa màu, việc làm ăn buôn bán của họ lại được tiến hành, nhưng họ không nghĩ đến tôi tới Chúa chút nào. Họ không binh vực giúp đỡ, đến nỗi nếu không có thiên sứ đem bánh cho ông, thì ông đã chết đói trong đồng ván rồi. Lòng của họ nguôi lạnh mất rồi, thật đáng tiếc biết chừng nào. Bàn thờ tuy được sửa lại, nhưng từ lúc ấy, không nghe ai nói săn sóc đến nữa. Đáng lẽ, họ là những người được một cơn phục hưng lớn như vậy, đã thấy rõ ma quỷ vô quyền, đã biết hạnh phúc chân thật, chỉ đến bởi Đức Chúa Trời, thì nhân cơ hội ấy, chấn chỉnh lại sự thờ phượng cho đẹp ý Ngài mới phải. Chính họ đã thấy các tiên tri Ba Anh bị giết, và cũng có người trong vòng họ dùng tay mình mà giết các tiên tri ấy. Song họ vẫn không phá đổ bàn thờ của Ba Anh, vẫn đi dạo hai cẳng. Cho nên, dẫu tiên tri của Chúa làm phép lạ, dẫu họ vẫn được ơn Chúa nhiều, thì hội chúng Israel vẫn ở trong tình hình nửa sống nửa chết. Hỡi anh em, hãy xem lại tình cảnh của hội thánh mình. Anh em muốn hội thánh phục hưng mà không được chăng? Đức Chúa Trời vô quyền chăng? Không. Đó chỉ vì anh em đã hưởng ơn Chúa mà không chịu lợi dụng để tấn tới đó thôi. Chúa đã có dịp thăm viếng hội thánh của anh em rồi. Anh em cũng đã từng được thấy công việc lạ lùng của Ngài trong gia đình và trong chính mình rồi. Anh em đều có thể làm chứng về quyền phép của Ngài rồi. Nhưng anh em chống quên quá, lòng anh em chống nguội lạnh quá. Anh em không dám mạnh bạo bước đi trong con đường thiêng liêng và chỉ chực lui đi để nhường chỗ cho xác thịt. Cho nên, dẫu Thánh Linh có ban cơn phục hưng cho anh em bởi một tôi tớ Chúa hoặc ở hội đồng hoặc ở hội thánh, thì lòng của anh em cũng chẳng khác gì bánh xe thủng ruột, có bơm cứng rồi cũng không chạy được lâu. Vậy, đừng bỏ quên ơn đã ban trong lòng anh em, nhưng hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giêsu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Timôthê thứ nhất đoạn 4 câu 14, Timôthê thứ nhì đoạn 2 câu 1. Thứ ba, Chúa thăng viếng. Trong cơn thất vọng lớn lao như vậy, người Đức Chúa Trời chỉ muốn chết, vì dưới mắt ông mọi sự đến không an ủi lòng ông được chút nào. Kẻ thù nghịch đang đắc thắng và tìm cách hại mạng sống ông. Dân Israel nguội lạnh và bơ thờ với công việc Chúa. Sự thờ phượng bị coi thường và ham dọa. Ông dường như mất sự trông cậy, ngồi dưới cây giếng riêng mà than thở. Thật đáng thương cho tiên tri lắm. Nhưng đừng vội ngã lòng quá mà từ bỏ trọng vụ Chúa đã giao cho. Chính trong lúc ấy, Chúa mới đến thăm viếng ông, bổ sức cho ông và phán cùng ông. Chính Ngài muốn tỏ mình Ngài cho ông, không phải trong trận gió xé núi và làm tan nát các hòn đá, cũng không phải trong cơn động đất, cũng không phải trong đám lửa, nhưng là một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Ôi, mầu nhiệm biết bao, Chúa không ở trong sự ồn ào, kinh khiếp. Ông phải sắp mình, lắng tai mới nghe rõ được. Ngó xung quanh, ông có thể thấy công việc của Ngài, thấy các biến động xảy ra bởi quyền năng của Ngài. Nhưng điều ấy không đủ an ủi lòng ông. Ông cần phải nghe tiếng của Ngài mới được. Được nghe lời ấy, sự thất vọng liền tiêu tán. Ông lại có mọi sự. Ông không sợ đói. Ông không sợ kẻ thù. Không buồn về dân Israel nữa. Sự trông cậy từ đó mà đến với ông, sức mạnh, sự hoạt động, vui vẻ cũng từ đó mà có. Trước, ông thất vọng vì tưởng chỉ còn một mình ông là tiên tri. Nay ông biết rằng Chúa đã dự bị người giúp việc và kế chức ông rồi. Ông buồn bã vì kẻ thù đắc thắng, nhưng Chúa đã sắp đặt cả rồi.
ai thoát khỏi gươm của Hazael sẽ bị Jehu giết, ai thoát khỏi gươm Jehu sẽ bị Elisha giết. Vì họ chỉ một hơi thở, nhưng Chúa còn đời đời. Dưới mặt ông, không thấy ai có lòng trung tín với Chúa cả, hết thảy đều nguội lạnh và theo tà thần. Nhưng Chúa phán rằng, ta đã để dành lại cho ta trong Israel 7.000 người không có quỳ gối trước mặt ba anh, và môi họ chưa hôn nó. Được nghe các lời ấy, tiên tri mạnh bạo đứng lên và cứ hầu việc Chúa cho đến khi ngựa lửa và xe lửa tiếp ông lên trời. Vậy, những ai hôm nay đương ngã lòng vì tình thế khó khăn, đương thất vọng đến nỗi muốn chết, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời còn thì mọi sự còn. Đừng chăm ngó xung quanh mình, đừng vội có bộ mặt để tan, đừng vội lui bước, nhưng hãy cúi đầu lắng tai trong nơi kín nhiệm để nghe tiếng phán êm dịu, nhỏ nhẹ của Ngài. Tuy kẻ thù nghịch lớn của ta là ma quỷ đương dằn hoảng mà đến với ta, tuy nó đương rình mò chung quanh ta, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được, nhưng bên cạnh ta, Thiên Sứ Chúa vẫn săn sóc, che chở và tiếp sức cho ta luôn. Tuy hội thánh có bộ khô khan nguội lạnh, nhưng không phải thiếu người trung tín đâu. Chúng ta chỉ hãy nên lợi dụng ơn Chúa, đứng thẳng dậy với tất cả quyền năng của Ngài để chiến đấu, để hầu việc, để giật lấy mão triều thiên vinh hiển đang dành sẵn cho ta. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài đâu, nhưng Ngài đương chờ đợi chúng ta cho đến chừng người cuối cùng trong số người được chọn vào hội thánh. Bây giờ Ngài sẽ đến tiếp rước chúng ta, lau ráo nước mắt chúng ta, và chúng ta sẽ cùng Ngài đồng trị. Ngưng thần giây lát, Đức Chúa Trời sẽ làm phần riêng Ngài để khiến đức tin ta lớn lên. Nhưng các phương pháp Ngài dùng thì ta thường không thích. Thử thách, khó khăn, thất vọng, thua mất, tan chế, bệnh tật. Cha Thiên Thượng của chúng ta dùng mọi sự đó để luyện tập và tăng thêm đức tin của ta. Nếu một đứa trẻ không hề dùng chân mà đi, thì chân cứ yếu đuối luôn. Nhưng nó bước đi thì chân nhờ tập luyện như vậy mà mạnh mẽ, cứng cáp. Về đức tin cũng vậy, Đức Chúa Trời thích luyện tập đức tin của chúng ta. Trước hết để linh hồn chúng ta được phước, sau nữa để ban phước cho hội thánh và người ngoại. Dừng lại thì chết. Đó là một công lệ không hề thay đổi trong thế giới vật chất. Nếu dòng nước dừng lại không chảy nữa, thì chẳng bao lâu nó sẽ hôi thối, làm hại sức khỏe của mọi người ở chung quanh. Nếu máu trong thân dừng lại không lưu thông nữa, thì ta ngã chết lập tức. Nếu một vài tinh tú trong vũ trụ dừng lại không vận hành nữa, thì sẽ có sự đụng chạm và tan vỡ, hủy hoại kinh khiếp. Sự dừng lại trong cõi thiên liêng còn tai hại gấp bội. Nếu một tín đồ dừng lại thôi đọc kinh thánh, thôi cầu nguyện, thôi nhóm họp nhà giảng, thôi giao thông với anh em trong Chúa, thì đời thiên liêng phải chết cứng lạnh. Nếu một gia đình tín đồ dừng lại, thôi để Chúa đứng hàng đầu, thôi nhóm họp lễ bái, thôi dâng tiền của rộng rãi cho Chúa, thì hãy chờ một sự sụp đổ ghê gớm. Một chi hội dừng lại, thôi làm chứng về Chúa, thì số tín đồ cũ sẽ giảm bớt và số tín đồ mới sẽ không thêm lên. Vậy, phải tấn tới trong sự trọn lành, Hebrew đoạn 6 câu 1, và hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa, Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 18. Ta chớ cho kẻ khác là kiêu ngạo, chỉ vì họ không tôn trọng ta theo như lòng ta mong muốn. Làm vậy thì ta tự chứng rằng mình kiêu ngạo mất rồi. Khi nào có ai đủ can đảm nói trực tiếp cho ta biết những sự sai lầm
tội lỗi của ta, thì ta chớ phiền giận họ, trái lại ta nên cảm ơn họ. Phải biết rằng kẻ dám nói như thế thì sau lưng ta họ không nói hành và đoán xét ta, còn những kẻ tán tụng và vua nịnh ta thường khi vắng mặt ta lại phê bình và công kích ta kịch liệt. Càng sống ở đời, ta càng nên bình tĩnh mỗi khi bị người ta chỉ trích. Nên nhớ rằng, ít có ai thoát khỏi bị chỉ trích. Có khi lời chỉ trích chỉ là lời làm chứng gián tiếp rằng ta đã làm phải lẽ. Vậy, hãy theo lương tâm tốt mà làm hết sức mình. Còn ai phê bình ta thì chỉ đáp lại bằng sự yên lặng và sự cố gắng càng hơn. Ta phải quyết định tìm thấy thêm nhiều điều hay, tánh tốt trong mỗi người, và nhất là trong người nào có ý nghịch cùng ta. Ta phải nhờ ơn Chúa mà quên các thói hư, việc xấu của người, phải yêu thương người, chúc phước cho người, nói tốt về người, và làm ơn cho người. Nếu người không chịu nhận ơn của ta, hoặc nếu người ở cách xa ta quá, thì ta hãy cầu nguyện cho người, xin Chúa ban cho người chính cái phước mà ta ao ước. Nghĩ cho kỹ thì tất cả mọi sự đau khổ của đời ta chỉ do ta thiếu đức tin. Nếu ta luôn luôn tiên quyết rằng quá khứ đã được tha thứ hết, hiện tại được bảo đảm bởi năng lực tối thượng của Đức Chúa Jesus Christ, tương lai tươi sáng đầy hy vọng vinh hiển, thì ta không sung sướng trọn vẹn sao được. Thánh Kinh Báo biên soạn. Anh em tưởng thế nào về mục sư của mình? Mục sư tuổi cao thì bảo rằng ông này già rồi, chậm chạp lắm và không đủ sức làm việc. Mà trẻ lại bảo ông này còn trẻ, chưa đủ từng trải, khó lòng giảng dắt tín đồ và cai trị ban trị sự, còn e hay làm nhiều việc nông nổi nữa. Mục sư có con thì bảo rằng ông này nhà đông người, bận việc gia đình, không đủ thì giờ lo việc Chúa. Mà không con, lại bảo ông này không con thì đâu có từng trải sự giáo dục trong gia đình và khó khăn quá. Y phục mục sư sạch sẽ và hiệp lễ thì bảo ông này chú trọng về hình thức và lễ nghi, mà xuề xòn thì lại bảo ông này ăn mặc lôi thôi quá mà có khi không biết lễ nghi nữa. Mục sư giữ danh dự và tánh cách chung của toàn thể thì bảo ông này giàu lòng tự ái mà chỉ hầu việc vì Chúa và hội thánh, không quan tâm gì hơn nữa. Lại bảo ông này thiếu tri thức, không biết người ta đối với mình thế nào. Mục sư để nhiều thì giờ kê cứu kinh thánh, soạn bài giảng thì bảo ông này hay ở nhà, ít đi ra, mà hay đi ra làm chứng bán sách. Lại bảo ông này chỉ lo cho người ngoại mà không biết nghĩ đến tín đồ. Mục sư thường đi thăm tín đồ thì bảo mục sư tới nhà tín đồ nhiều không tốt, mà ít đi thăm lại bảo hàng năm chưa thấy mặt ông mục sư. Mục sư để nhiều thì giờ cầu nguyện, bảo ông này chỉ ưa cầu nguyện, ít có thì giờ làm việc, mà để nhiều thì giờ làm việc thì bảo ông này ít cầu nguyện. Mục sư cương quyết làm trọn phần sự của chức vụ thì bảo ông này cứng quá, mà không cương quyết lại bảo ông này nhu nhược mềm mại quá, hỏng hết việc. Giảng linh động vui vẻ thì bảo ông này có tài hùng biện hay làm cho người ta vui, mà giảng nhỏ nhẹ nghiêm trang nói khúc triết lại nói ông này giảng ít thì còn khá, chứ nói nhiều nghe mệt và buồn ngủ lắm. Giảng ngắn bảo ông này làm việc lấy lệ, không hết lòng hầu việc, mà giảng dài lại bảo cụ nói mãi chán chết. Đọc nhiều kinh thánh thì bảo mục sư còn biết gì hơn nữa,
mà đọc ít lại bảo ông này không kê cứu đủ lời Chúa. Mục sư vui vẻ và niềm nở tiếp khách, thì bảo ông này xã giao và hay chiều chuộng tín đồ, mà điềm tĩnh im lặng lại bảo ông này không muốn tiếp khách và lãnh đạm quá. Mục sư ngay thẳng hay tỏ ý khuyên lơn răng bảo, thì bảo ông này hay nói thiếu sự dè dặt, mà giữ ý tứ và dè dặt thì lại bảo ông này dè dặt kín đáo quá, chỉ giữ mình thôi. Thế mục sư phải thế nào? Sự đó Phaolô than rằng, ai xứng đáng cho chức vụ này? Thật vậy, mục sư phải đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình là Chúa. Như ông Phaolô nói, chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo của Đức Chúa Trời thể nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 2 câu 7. Anh em phải cầu nguyện cho mục sư, xin Chúa đại dụng đầy tớ của Ngài ích lợi cho hội thánh và đẹp lòng Đức Chúa Trời, như Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện khi Ngài ở trong vườn Gethsemane rằng, không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha. Amen. Mục sư Lê Văn Thái. Xưng danh Chúa không? Trong lớp học Chúa Nhật, một thanh niên hết sức chê trách Fierre đã chối Chúa. Cậu cho Fierre là hèn nhát và tuyên bố rằng nếu mình ở địa vị của sứ đồ ấy, chắc mình cứ trung thành với Ngài. Cách mấy tuần sau, giáo sư nhận thấy cậu có vẻ buồn rầu lắm. Ông bèn gọi cậu hỏi riêng vì cớ gì. Cậu đáp, thưa ông, bữa ấy có mấy người bạn tôi hội họp nói nghịch đạo Tin Lành và Kinh Thánh. Họ nói rất lỗ mãng và vô phép. Tôi có mặt ở đó, nhưng tôi ngậm miệng không dám nói một tiếng nào để bênh vực Đức Chúa Giê-xu. Tôi tưởng rằng tôi cũng đã chối Ngài như chính mình Phi-e-rơ vậy. Có một số thanh niên trong hội thánh nói rằng mình tin theo Đức Chúa Giê-xu, nhưng không bao giờ mở miệng làm chứng về Ngài. Tệ hại hơn nữa, họ làm thinh, có lẽ chẳng lấy làm khó chịu chút nào khi người ta nói phạm đến danh Giê-xu và đạo Tin Lành. Không có gì hèn nhát bằng cử chỉ đó. Tội ấy còn nặng hơn sự chối danh tổ quốc, hơn sự không nhìn nhận cha mẹ. Bạn thanh niên phải nhớ rằng xưng danh Đức Chúa Giê-xu ra là một dấu hiệu cốt yếu của sự tái sanh. Ngài phán rằng, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Matthew đoạn 10, câu 32 đến 33. Sứ đồ Phaolô cũng nói rằng, nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra, và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Roma đoạn 10, câu 9 đến 10. Hỡi bạn thanh niên, hãy coi chừng, nếu anh em cho rằng mở miệng xưng danh Đức Chúa Giê-xu là bất hợp thời. Làm thế, anh em tự chứng rằng có lẽ mình chưa được tái sanh. Thánh Kinh Báo biên soạn. Thank you.
Kinh báo. Anh em kính sợ Chúa Cha. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi điểm sự tri thức. Trong ngôn đoạn 1 câu 7. Hiện nay trong hội thánh chúng ta, mối lo thiếu thốn dường như rõ rệt hơn mọi khi. Nào là thiếu bậc dẫn dắt, bồi đắp cho sự hiểu biết và từng trải đạo lý ngày một vững vàng. Nào lo phần tài chánh thiếu hụt, có thể diễn ra cảnh tượng vài bầy chiên không có người chăng. Nào lo nhà in ngừng hoạt động, thánh kinh báo đình bản, sách vở giải nghĩa tin lành càng ngày càng khan hiếm, lấy đâu những món ăn thiêng liêng cần yếu cho toàn thể tín đồ. Kẻ lo như vậy thật là chính đáng, thật nên khen ngợi vì tỏ ra mình chăm chú đến tương lai của hội thánh Việt Nam. Nhưng các mối lo ấy tuy lớn như trái đất cũng chưa đáng sánh với một mối lo khác lớn như mặt trời. Ấy là chính lúc này trong thâm tâm anh em có kính sợ Đức Chúa Trời toàn năng chăng? Tác giả Thi Thiên chứng rõ mối lo này là chánh đáng hơn cả. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài, vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. Thi Thiên đoạn 34 câu 10. Kính sợ Chúa khi đối mặt với tội lỗi. Đã được Đức Chúa Trời ban cho tấm lòng khôn sáng để phân biệt điều lành và điều dữ. Vua Salomon quả quyết rằng kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là ghét điều ác, châm ngôn đoạn 8 câu 13. Nói trái lại, nếu anh em còn ưa tội lỗi nào, dầu nhỏ mọn đến đâu, dầu kín giấu đến đâu, thì cũng chứng tỏ rằng mình không kính sợ Đức Chúa Trời. Hễ mở miệng ra là nói Chúa, Chúa, nhưng lòng không tìm theo sự nên thánh, thì thật là dám cả gan chơi giỡn với đấng chí cao. Người kính sợ Đức Chúa Trời luôn luôn sống trước mặt chí thánh của Ngài, cảm biết rằng Ngài thấy mình, nghe mình, dò xét cả đến tư tưởng và cớ tích của mình. Như vậy lòng ham muốn tội ác, khuynh hướng về tội ác, tự nhiên phải tiêu diệt. Dại dột thay là kẻ nào không dám làm một việc, phạm một tội trước mặt người ta, mà lại dám làm việc ấy, phạm tội ấy trước mặt Đức Chúa Trời, vì chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Hebrews đoạn 4 câu 13. Joseph tỏ lòng kính sợ Đức Chúa Trời đến cực điểm khi ông nói rằng: "Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao?" Sáng Thế Ký đoạn 39 câu 9. Anh em đáng học thuộc lòng và thực hành câu nói đó. Nếu anh em tự nhận là chi thể của đấng Christ mà còn dám phạm tội bất lực cách nào, lúc nào, ở đâu, thì anh em thật đáng hổ thẹn với Joseph. Nếu thật lòng kính sợ Đức Chúa Trời, anh em sẽ giống như Đức Chúa Giêsu Christ là thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Anh em có chăng dám hứa nguyện với đấng chí thánh rằng thà tôi chết còn hơn phạm tội nghịch cùng Chúa? Kính sợ Chúa khi thi hành chức vụ. Đây, tôi không những muốn nói riêng chức vụ của các vị mục sư truyền đạo, nhưng cũng nói chung sự học việc Chúa của mỗi tín đồ. Mỗi người được tái sanh bởi Đức Thánh Linh đều phải gánh vác một phần trong công việc gây dựng cho hội thánh, được tầm thước vóc dáng trọn vẹn của đấng Christ. Ephesians đoạn 4 câu 13. Điều quan hệ không phải là gánh vác phần lớn hay phần nhỏ, nhưng là gánh vác chính phần Chúa giao cho mình
với một tấm lòng kính cẩn sợ sệt. Anh em có biết rằng một ngày kia vua Christ sẽ trở về khiến ta tính sổ chăng? Anh em có hết lòng tin rằng một ngày kia chúng ta thấy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt chăng? Nếu biết rõ và tín quyết như vậy, ác anh em phải run rẩy sợ sệt mà hầu việc Chúa bằng lương tâm thánh sạch. Nếu kính sợ Đức Chúa Trời, chắc anh em không dám làm công việc Ngài với lòng chán nản, mòn mỏi, gắng gượng. Không dám tiếc thì giờ, sức lực và của cải mỗi khi Ngài cần đến. Không dám giảng đạo hoặc làm chứng đạo chiếu lệ, cho qua chuyện, chẳng màng chi đến kết quả. Nếu kính sợ Đức Chúa Trời, anh em sẽ chẳng làm việc cốt để che đại bề ngoài, hòng giữ vẹn danh tiếng tốt mình có bấy lâu nay. Mà thật ra thì trong lòng cứ ngó lại đằng sau và lầm bầm vùng vằng dưới cái ách Chúa đặt trên cổ mình. Lại nữa, nếu kính sợ Đức Chúa Trời thì trong khi hầu việc Ngài, anh em không dám nghĩ đến danh hay lợi riêng của mình, nhưng sẽ trước hết lo cho Ngài được vinh hiển. Thứ hai, lo cho anh em mình được phước lành, và sau rốt mới lo đến phần mình, là phần nếu cần thì mình cũng hy sinh hết cả. Kính sợ Chúa khi thờ phượng Ngài. Đức Chúa Giêsu phán rằng Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Giăng đoạn 4 câu 24. Chúng ta đáng phải hết lòng cảm tạ Đức Chúa Trời, vì trong đạo Tin Lành không có một dấu tích nào của sự thờ lại hình tượng. Không cứ chỗ nào chúng ta cũng có thể thờ lại Đức Chúa Trời và giao thông với chính sự sống của Ngài. Nhưng thiếu lòng cung kính trước mặt Ngài thì giờ nhóm họp thờ phượng mất hết ý nghĩa cao siêu, mầu nhiệm của nó. Hỡi anh em, khi một mình thờ lại Đức Chúa Trời, khi nhóm gia đình lễ bái và khi thờ lại Chúa ở nhà thờ, anh em có kính sợ Ngài không? Có biết rằng mình đương đối mặt với Đức Chúa Trời tự hữu hằng hữu, toàn năng và chí thánh không? Bước chân vào nhà thờ, anh em nên đi nhẹ nhàng, ngồi yên lặng, cầu xin Chúa ban phước cho giờ nhóm họp và đừng nói chuyện hoặc cười cợt tự do như ở ngoài đường. Hát thơ thánh, cầu nguyện và nghe giảng, anh em phải để hết tâm thần vào đó thì mới nhận lãnh được ân phước Đức Thánh Linh muốn ban cho mình. Đừng tỏ vẻ mệt nhọc, chán nản. Hãy giữ mình, kẻo bị Chúa trách như dân Israel thuở xưa rằng, dân này chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Esai 29 câu 13. Có nhiều buổi thờ lại Đức Chúa Trời thấy khô khan như suối không nước, nguội lạnh như đống tro tàn, không có chút chi gây dựng đời thiêng liêng. Một cớ chính là vì thiếu lòng kính sợ Ngài, chỉ đi nhà thờ chiếu lệ. Bởi đâu có lòng kính sợ Chúa? Người thiên nhiên không kính sợ Đức Chúa Trời, bổn tánh xác thịt, không dâng vinh hiển cho Ngài. Nếu sống theo phần hồn, ác phải cách xa hiện diện Chúa. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh đài giải lòng mình, thì mình sẽ ngã xuống dưới chân người như chết, vì tâm thần mình hằng ngắm xem quyền phép và oai nghiêm của Đức Chúa Trời. Khi nào Đức Thánh Linh bày tỏ cho anh em biết Đức Chúa Trời cao cả và cho anh em nếm trải những ơn phước tối thượng của thiên đàng, thì anh em sẽ bắt chước như các seraphim che mặt, che chân mà chúc tụng rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ê-sai 6 câu 2 câu 3. Thánh kinh báo. Lòng tôi